tao tập cho mấy đứa đó mới gãy xịt quá được. Mấy chục ký luôn nè, con rùa nè, nó chơi kìa. Đây có chơi nhiều lắm. Không có, thầy bỏ xích này là cặp thầy luôn đây. Hả? Nó chơi nhiều lắm. Đấy, cái chơi hai con, ba con, bốn con. Bốn cái chơi vậy. Sao bắt? Sao bây giờ bắt? Bốn con đó nó ngay trâu, nó giật anh dấn con. Còn hai con chứ. Hai ba con chứ. Hai bà này bước gì? Bà này bước gì làm tới? Lên tìm bự nữa kìa. Tìm cái gì ta? Cá lóc ta dữ rồi. Cá quậy bự. Cái bộ. Chưa. Đây. Ừ. Chưa nấu anh chua luôn cái gì. Cái chơi đây nè. Có thật tại nó không chính. Trời, dính cái tàu dừa ọc mẹ nó cá này. Mà nó to. Còn đây mấy cá chơi này. Chìm đây nè. Trời, giá hụt luôn rồi. Ôi, hụt con cá chơi. Cá chê nó không có bự. Còn còn cá chê trong đó. Không qua em chực nè. Năm ngày có xịt nó cũng làm sốt à. Đi tới xịt suốt. Chục ngoài hay chục cái vuông đủ cái giống rồi. Để ông thầy đi luôn không? Vớt thì còn được mà sao nó gãy mất tử. Rồi không có xịt nhưng mà không có giật đó. Cái này phải hàng gió đá mới được. Ủa. Đó mới gãy xịt đó. Gãy giật. Chứ đâu mà còn công làm gì.
tao tập cho mấy đứa cháu rồi bây giờ tao nói đụng mà tụi bay coi bậy bạ không mà mày coi vô đây mày coi khí học này là con nhỏ này. Cá lóc nở có khúc thì sao á. Con đó bắt đi, con đó nó lủi cái đầu rồi, đâu có vớt được. Tới đây ông thầy ông bắt à. Hả? Bên đây có 15 bình à, mấy cái chủng nó chết cây rồi, nó lùng xuống khúc khúc chơi không Thảo? Mẹ. Cái chủng thấy đang đang á, lúa không mà lùng xuống khúc khúc gì chơi rồi. Hả? Không hiểu nữa chứ, nếu nó sống rồi miếng này đâu có dặm nhiêu đâu. Chết hơn con nữa rồi đó. Cái chủng này đen đen á chứ đụng ra tương đối đẹp mà chứ đâu có tệ dữ gì mà sao nó có lỗ nó lội ra mà lội ra đây tại như bị khúc khúc là nắng nóng á nhật yếu quá cái chủng lúa này mới ông đi mướn người vô nhổ tiếp nó nè nhổ bỏ cái chết cây lúa này dày lắm đúng không không có mưa đâu. Trời bữa không có một đống gì. Bữa sau ông thiệt một đống cá chê. Bắt cá thôi. Đâu có bớt, đâu có gì đó. Lúc này là cá rô bự bự không? Dạng mấy cái chủng đó, nó bị rùng phèn á. Thì vô nước thì để phân là giọt lên rồi. Cháy rồi, ngọn cây gai đó, vô nước lên rồi. Im quá khỏi phân. Khỏi tốn tiền, phân giờ mắt. Mặt đồ lại giờ nhóc hết trơn mày ưu, bác biết. Thẻ còn nhóc. À, muốn ăn đó mày ra mày lấy chài, chài ăn. Để ngồi đây quấn vô, bắt cho nó tươi. Quận vô bắt nó mới tươi. Chạy lên rồi. Chết rồi đó mà không biết chỗ nào. Đọc. Hai con lên tim vậy đó. Chê đại lý. Đụng sẽ bắt cái chê này. Còn được cái lóc đó hả? Xong rồi. Làm ổn sẽ được. Chút. Cái đùm đó đó ừ. Để con ở trời con trắng giả đi. Tới thầy ơi. Okay. Giao the chợ chắc khó.
ở dưới con chợ, ở dưới Thạnh Yên á. Sợ. Trời nó lên nó quậy lúa dữ lắm luôn. Quậy lúa bên cạnh. Hổm nó cắn chứ à? Hổm nó cắn chứ. Vậy đó hả? Hổm lửa mấy con bự lại ăn rồi nó cắn chứ. Ảo vợ nó hay lắm. Độc chiêu. Ghi lắm rồi. Cái gì cho ổng không ăn rồi ổng bán chứ. Ổng đi chích thuốc rồi. Thấy ổng trời trời đi. Vừa đi bắt gì với ông nội. Mang mấy con cá. Đỉnh là gian. Đi xì hiếp đó. Ổng ngộ nhắm mắt không mắt ổng ôm vô cái thanh xe ổng ôm nó hinh à nó ăn cá bự lắm nha tắt cái ông già cũng lái mình quá đâu có đâu mà nó chọc ổng vậy đó sao trời ơi ổng nhát gì mà tới đều bảo lộc quá ngon nha. Ngồi. Dữ dằn nha. Trời. Ghê. Tám chục cây. Bây giờ đi đường đó không? Ngồi mà cặp. Ê, cái chơi đó đúng không? Ôi trời, ai bắt cái cây gì trước nữa kìa. Bắt cây đó là nhỏ cây quá. Trời ơi, đụng mẹ luôn đó, nó chết trời, chết trời luôn, mà lúa người ta vậy mà chết gì kìa. Cây đêm nó còn đó, nó mệt. Quá trời cả. Nghệ lái đường đưa này á. Đấy nó rồi. Co dài trái, co dài trái. Cảm ơn vợ. Rồi bữa nay đi bắt đầu là hãng sáng đêm này đưa nước chết vô được rồi. Là 8 đêm cũng đi cá. Còn lớn không? Còn lớn không? Lụm nó xình không? Sửa vợ. Anh cuốn. Cái thằng ST này xả 8 kg là vừa. Nếu mà lên đêm nha, xả 8 kg luôn. Nói không? Nói một kéo. Nói thì đưa dây cho anh. Nói không? Không bà kéo luôn được, cái giò gì sao đi? Tao kéo mình nay đủ mà quá rồi tao kéo bển. Lúc mà tao đi có đạp đó rồi, sợ chứ nó. Làm ăn được quá nè. Đây, hình quả nè anh em ơi. Mấy chục ký luôn nè. Vậy có đứt không nha. Đây bỏ nha, anh lên bước lên nhắm cái cá lóc lên. Nè. Con rô nè. Dạ, cái rô bự rồi đó. Hỏi em vô đăng ký kênh đăng ký ủng hộ anh em ơi. Like giúp sao nha.